Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 14 tháng 8 có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh họp trực tuyến với 161 điểm cầu các xã, huyện, thị xã, thành phố. Nữ y sĩ thiếu tá Dương Thị Dung cùng đồng đội tiên phong trên mặt trận chống dịch COVID-19. Huyện Khoái Châu thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác. Quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Văn Cảo, Nguyễn Đình Phách, Cao Văn Cường, Nguyễn Văn Thông. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ý kiến góp ý của các đại biểu bày tỏ vui mừng trước những thành tựu nổi bật mà tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua trên tất cả các mặt, từ kinh tế đến văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Đây là kết quả của cả một quá trình có tính kế thừa, liên nhiệm kỳ. Nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 cần cụ thể hơn nữa, xác định một số mục tiêu trọng tâm làm nền tảng chính cho định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, như tiếp tục đẩy mạnh quy hoạch, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh cho phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và dịch vụ. Trong bối cảnh giữa các tỉnh trong khu vực cũng như trên cả nước đang nỗ lực triển khai mọi giải pháp để khai thác tốt nhất những thế mạnh của mình, cùng chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, đòi hỏi các cấp các ngành các địa phương trong tỉnh phải quyết tâm, nỗ lực ở mức cao nhất, tháo gỡ nhanh những nút thắt đang làm chậm quá trình thu hút dự án đầu tư và làm chậm sự phát triển của tỉnh. Phải đặc biệt coi trọng thu hút những dự án của các tập đoàn kinh tế lớn, những doanh nghiệp có nhiều tiềm lực và kinh nghiệm, để tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển, từ đó làm cơ sở để đề ra những biện pháp thực hiện cụ thể. Thấy được 5 năm tới, 10 năm tới, tỉnh Hưng Yên và từng địa phương sẽ phát triển ở mức nào, trọng tâm phát triển là gì và Hưng Yên đứng ở vị trí nào so với cả nước cũng như với các tỉnh, thành phố lân cận. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy, trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để bổ sung, chỉnh sửa vào báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Là những cán bộ giàu kinh nghiệm trải qua nhiều thực tiễn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu tiếp tục có ý kiến đóng góp không những cho các báo cáo chính trị của đại hội nhiệm kỳ tới mà còn cho cả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được của các nhiệm kỳ trước, khắc phục những tồn tại, tiếp tục đoàn kết và nỗ lực quyết tâm cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, phấn đấu xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao hơn về mọi mặt. Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo với các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ về những thành tựu nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, về kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Huyện Khoái Châu vừa tổ chức lễ cắt băng khánh thành công trình nhà truyền thống khu di tích lịch sử Cây Đa Sài Thị, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Hưng Yên tháng 12 năm 1929. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Khoái Châu lần thứ 25. Tới dự có các đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quy mô dự án nhà truyền thống gồm nhà truyền thống, nhà khách, nhà thủ từ, nghi môn và các công trình phụ trợ khác. Dự án có tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng công trình vẫn hoàn thành sớm hơn 3 tháng so với hợp đồng. Công trình hoàn thành đã góp phần quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ tiếp nối, thỏa mãn được ý nguyện của các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân, đáp ứng được nhu cầu học tập, tìm hiểu, tham quan của du khách trong và ngoài nước về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là vị tướng dũng cảm trong chiến đấu, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên trung, giản dị, gần gũi với nhân dân. Đó là những ấn tượng sâu sắc còn đọng lại trong ký ức của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, những người đã từng được làm việc và gặp Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đến phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, chúng tôi vinh dự được trò chuyện cùng cụ Nguyễn Đức Dũng, người bạn cùng chiến đấu với Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Lần gặp đầu tiên giữa cụ Dũng và Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vào năm 1951 khi cả hai cùng làm chính trị viên ở Trung đoàn 66. Cụ Dũng luôn nhớ người đồng đội Lê Khả Phiêu là một người uy tín, dũng cảm chiến đấu trên chiến trường trong nước và quốc tế. Hiện cụ Dũng vẫn còn giữ chiếc huân chương kỷ niệm mà người bạn Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trao tặng cho mình cách đây 6 năm, ngày gặp mặt của Trung đoàn 66. Ông Phiêu là một con người rất là điềm đạm, ít nói, hay cười trong chiến đấu, sát chiến sĩ và cùng với đại đội trưởng chỉ huy chiến đấu tốt. Mùa xuân Kỷ Mão năm 1999, bà con nhân dân thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động vui mừng được đón Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm. Tại đình Duyên Yên, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã để lại lưu bút: năm mới, tôi chúc nhân dân thôn Duyên Yên phát triển sản xuất tốt, phát huy truyền thống tốt đẹp của làng văn hóa, thiện tục, khả phong, chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách, người tàn tật, người già cô đơn, trẻ mồ côi, người nghèo, xây dựng thôn Duyên Yên thành thôn kiểu mẫu của tỉnh Hưng Yên trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới. Cây đa Tổng Bí thư trồng tại đình vẫn còn như một lời nhắc nhở đối với bà con nhân dân thôn Duyên Yên. Tất cả nhân dân từ già đến trẻ là nghe tin bác Lê Khả Phiêu về là phấn khởi lắm. Bác rất là giản dị, mà cái bộ quần áo cũng cũ rồi, tác phong rất là nhanh nhẹn. Chào các cụ, các ông, các bà, bác giơ tay rất là nồng nhiệt. Tôi được làm việc với đồng chí Lê Khả Phiêu khi đồng chí về ở Hưng Yên năm 99 và sau đó giao cho Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Trung ương 6/2 và tổ công tác về làm việc. Thì đầu tiên là đồng chí để cho các ban xây dựng đảng là đồng chí Bí thư tỉnh ủy phải kiểm điểm trước thường vụ. Sau đó giao cho Bí thư tỉnh ủy phải kiểm điểm từng đồng chí thường vụ một, từng đồng chí trong ban chấp hành cho đến các cái đảng bộ trực thuộc. Thì tôi thấy cái cách làm rất là sáng tạo, tức là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước tiên và làm như thế thì rất sâu sắc. Không chỉ đảng bộ, chính quyền và người dân Hưng Yên mà cả nước nhớ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người lính dày dạn trận mạc đi qua cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, rồi 10 năm trên chiến trường Campuchia giúp bạn. Từ cán bộ phân đội, kinh qua nhiều chức vụ, người lãnh đạo cao nhất của Đảng, từ hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 đến đại hội khóa 9 và ngay cả khi về hưu, đồng chí vẫn góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong một lần được nhận huy hiệu Đảng, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã nói: "Tuy tôi được Đảng và nhà nước cho nghỉ hưu, nhưng không có nghĩa chỉ là ăn và nghỉ mà phải tiếp tục nghĩa vụ của người đảng viên cộng sản là làm được điều gì có lợi cho Đảng, cho nước, cho dân, khi tim còn đập thì còn cống hiến." Chiều nay, Đảng bộ huyện Tiên Lữ, Đảng bộ huyện Khoái Châu đã tổ chức phiên chủ bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Lữ có 197 đại biểu đại diện cho gần 5.300 đảng viên đến từ các chi đảng bộ trực thuộc. Tại phiên chủ bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc của đại hội, nội quy, quy chế làm việc, hướng dẫn những nội dung cơ bản về quy chế bầu cử trong Đảng, quán triệt một số nội dung liên quan đến các phiên chính thức của đại hội, thảo luận cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 và Đại hội lần thứ 13 của Đảng, dự thảo nghị quyết và dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Lữ, khóa 26 theo chương trình. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8 năm 2020. Phiên chính thức của đại hội sẽ khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 2020. Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Khoái Châu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, có 218 đại biểu đại diện cho trên 9.000 đảng viên đến từ các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc. Tại phiên chủ bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu đoàn chủ tịch đại hội, đoàn thư ký, đoàn thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình quy chế nội quy của đại hội. Với phương châm đoàn kết dân chủ kỷ cương, đổi mới phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Châu lần thứ 25 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 với các nội dung quan trọng như thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các bước đi phù hợp trong nhiệm kỳ tới. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 25 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh họp trực tuyến với 161 điểm cầu các xã, huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, các thành viên trong Ban chỉ đạo tỉnh. Theo báo cáo của Sở Y tế, công tác rà soát, cách ly, xét nghiệm đối với những đối tượng có liên quan đến bệnh nhân 785 được thực hiện nhanh chóng, tích cực. Đến nay đều có kết quả xét nghiệm là âm tính. Hiện toàn tỉnh đang cách ly 1.500 trường hợp. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã lây lan tới 14 tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là trước ổ dịch lây nhiễm trong cộng đồng tại Hải Dương với 3 ca dương tính chưa rõ nguồn lây. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, phát huy trách nhiệm của chính quyền cơ sở, phát huy cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương tăng tốc thực hiện truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến ca bệnh 785 và những ca bệnh của Hải Dương. Tiến hành ngay việc cách ly y tế theo quy định, lấy mẫu thực hiện xét nghiệm và giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe. Mở rộng năng lực thực hiện xét nghiệm, tăng công suất xét nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị đảm bảo cho việc thu dung, điều trị các trường hợp mắc bệnh, triển khai áp dụng các quy trình phân luồng, phân tuyến, tránh lây lan trong các cơ sở y tế, tăng cường phối hợp trao đổi chuyên môn kỹ thuật giữa các tuyến trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19, tăng cường năng lực thành lập kiện toàn các tổ đội giám sát cách ly, theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng, giao trách nhiệm phụ trách các hộ dân trên từng địa bàn cho từng khu phố, từng hộ gia đình. Đặc biệt là các khu chung cư, các doanh nghiệp, khu công nghiệp phải tích cực tự kiểm tra công tác phòng chống dịch, chuẩn bị cho cả phương án giãn cách xã hội, nên dừng hoạt động các quán karaoke. Trong tuần tới phải có sự kiểm tra liên ngành tới từng cơ sở, từng địa phương. Mọi người dân cần chủ động phòng chống dịch, khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe, cài đặt ứng dụng Blue Zone để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên vừa tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho 106 công dân Trung Quốc là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà doanh nghiệp. Những công dân này nhập cảnh vào Việt Nam được thực hiện cách ly y tế tập trung tại khách sạn Hưng Thái, khách sạn Thái Bình, thành phố Hưng Yên từ ngày 30 tháng 7. Sau 14 ngày cách ly, hiện sức khỏe của 106 công dân đều bình thường, có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 106 công dân, đồng thời bàn giao cho các công ty doanh nghiệp tiếp tục quản lý theo dõi, cách ly tại nơi cư trú theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, những hành động đẹp, sự cảm thông chia sẻ, tất cả với mục đích chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Câu chuyện của nữ y sĩ thiếu tá Dương Thị Dung ở Trung đoàn 126 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Cách ly số 1 của tỉnh sau đây là một ví dụ. Đây là lần thứ 7, thiếu tá Dương Thị Dung cùng với các đồng đội tại Trung tâm Cách ly số 1 của tỉnh phải xa gia đình để theo dõi, chăm sóc các công dân thực hiện cách ly y tế. Là người vợ, người mẹ với bao công việc bộn bề, nhưng mỗi lần đón nhận người cách ly, chị Dung lại phải gác công việc gia đình để thực hiện nhiệm vụ, dù nhà chỉ cách đơn vị vài km. Trong lần cách ly thứ 7 này, chồng phải cấp cứu trong bệnh viện, song vì yêu cầu công việc, chị không thể rời trung tâm, mọi liên lạc với gia đình đều qua điện thoại. Với nhiệm vụ chống dịch như chống giặc, cho nên là chúng tôi cũng phải dẹp hết tâm tư nguyện vọng của bản thân gia đình và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trong khu cách ly. Anh Lê Hồng Chuyên, chồng chị Dung mới được xuất viện ngày 11 tháng 8. Suốt 10 ngày nằm viện, một mình điều trị tại bệnh viện 108, không có vợ ở bên chăm sóc, nhưng anh vẫn rất vui vẻ và tự hào về người vợ, người mẹ đã có những đóng góp chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Mình là viên chức, giờ là cộng thêm viên chức làm mẹ nữa. Nên là mình coi là giờ là về công tác này giờ là mình rất vất vả. Thế nên nhưng mà mình động viên vợ mình cũng luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho. Con dâu đi trực thì con trai ở nhà ốm, con trai phải đi viện, thương con trai. Nhưng mà tôi lại nghĩ rằng là nghĩa vụ giờ cả nước như thế này nữa mà nhà mình có một cái ý riêng này thì mình sẽ phải vượt qua thôi. Những hành động đẹp của nữ y sĩ thiếu tá Dương Thị Dung cùng đồng đội đã và đang góp phần lan tỏa là động lực để tiếp lửa cho những người trên tuyến đầu chống dịch, tuyên truyền người dân cùng chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có của vùng đất phù sa màu mỡ, những năm qua, bức tranh sản xuất nông nghiệp của huyện Khoái Châu đã có nhiều thay đổi, chuyển dịch theo hướng hàng hóa chất lượng và hiệu quả, trở thành huyện tiên phong của tỉnh Hưng Yên trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 79 triệu đồng một năm. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Khoái Châu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020, song song với đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã triển khai bài bản đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa nghị quyết đi sâu vào đời sống nhân dân với những mô hình mới, cách làm hay, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã có cái mục tiêu rất là cụ thể cho cái việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp và căn cứ vào cái tình hình, cái lợi thế của các địa phương, quy hoạch các cái vùng chuyên canh để đưa các cái cây con có giá trị kinh tế cao vào trong sản xuất. Thu nhập bình quân trên hecta canh tác thì năm 2015 thì huyện Khoái Châu mới đạt được 165 triệu đồng trên hecta trên năm. Tuy nhiên đến hết 2019 thì đã đạt được là 225 triệu đồng trên 1 hecta. Đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được gần 3.900 ha cây ăn quả, trong đó vùng chuyên canh cây nhãn có diện tích trên 1.600 ha, cho sản lượng trung bình hàng năm khoảng 13 đến 15.000 tấn, thu nhập trên 200 tỷ đồng. Cây có múi với các giống bưởi diễn, hoàng trạch, cam vinh, quýt đường canh với diện tích 400 ha. Vùng trồng chuối tiêu hồng diện tích gần 1.000 ha, sản lượng hàng năm khoảng 18.000 tấn cung cấp cho các tỉnh thành phố trong nước và xuất khẩu. Song song với quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, các địa phương còn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng thương hiệu với các vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhằm tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Nhờ đó, đến nay, huyện đã có gần 700 ha diện tích cây ăn quả được công nhận VietGAP, 4 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng công nhận nhãn hiệu tập thể gồm Gà Đông Tảo, Chuối Tiêu Hồng Quế Châu, Nghệ Trí Tân, Nhãn Lồng Hương Yên, 9 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt sản phẩm OCOP. Hiện nay trên địa bàn xã Tri Tân trồng nghệ thì là có 180 hecta, khoảng 15 cơ sở chế biến tinh bột nghệ và nano nghệ, bột nghệ khô là cũng đạt được cái sản phẩm OCOP. Năm 2019 thì chúng tôi xuất ký được cái đơn hàng 75 tấn bột Vào năm 2020 thì chúng tôi ký được 96 tấn đi sang Nhật, xuất thứ nhiệm 10 tấn nghệ sang hệ thống siêu thị của Italia. Chúng tôi thì cũng mong muốn là sản phẩm nghệ Trí Tân sẽ được quốc tế biết đến nhiều hơn, nâng cao cái thu nhập cho bà con. Có thể nói, sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu, ngành nông nghiệp Khoái Châu đã phát triển đúng hướng và đạt nhiều kết quả vượt bậc. Đây là động lực, nền tảng vững chắc để Khoái Châu tiếp tục phát huy phấn đấu, trở thành huyện phát triển mạnh về nông nghiệp công nghệ cao trong tương lai.